Xin kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh. Trải qua hơn 2 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Tiếng Anh Bright Future tự hào là đơn vị đào tạo Anh ngữ luôn nằm trong top dẫn đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là lực lượng dẫn đầu về chất lượng trong mảng đào tạo chuyên sâu về từ vựng, về ngữ pháp. Chúng tôi có các khóa học giúp các con vào được các trường trung học cơ sở chất lượng cao như AMS, như Cầu Giấy, như Nguyễn Tất Thành. Chúng tôi cũng có những lớp đào tạo giúp các bạn viên vào được các lớp chuyên Anh, khối chuyên Chúng Anh. tôi cũng có lớp đào tạo IELTS để giúp các bạn tăng cường thêm khả năng xét tuyển vào đại học, du học cũng như xin học bổng nước ngoài. Trong giai đoạn hiện nay thì Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là một thách thức, cũng là những cái cơ hội việc làm lớn cho bất kỳ cá nhân nào đủ năng lực. Và tiếng Anh cũng có thể coi là một trong những chìa khóa giúp các bạn hoàn thành được những cái mục tiêu của mình. Tính đến nay, chúng tôi đã đào tạo và đồng hành cùng hơn hàng trăm học viên từ lớp 1 đến lớp 12, không những giúp đào tạo kiến thức về ngoại ngữ, nền tảng vững chắc mà còn kích thích sự hứng thú, lòng đam mê và sự sáng tạo để các em yêu môn học này hơn. Và Bright Future cũng đã chắp cánh ước mơ cho các học viên để tiến tới những mục tiêu, không chỉ là mục tiêu học tập cũng như mục tiêu nghề nghiệp, giúp cho tương lai rộng mở hơn. Phương châm học thật thi thật, học viên của Trung tâm Tiếng Anh Bright Future sẽ có cơ hội được tiếp xúc với đa dạng các cấu trúc đề thi từ cơ bản đến nâng cao. Điều này đã lý giải được vì sao thành tích của các bạn học viên tại trung tâm hoàn thành khóa học luôn luôn đạt được con số ấn tượng, đó là 93 đến 94% học sinh đỗ các trường chất lượng cao trong các kỳ thi chuyển cấp, cũng như là đến 90% các em đỗ vào được chuyên của các lớp chuyên Anh tại cấp trung học phổ thông. Và hiện nay chúng tôi cũng đang đào tạo các lớp IELTS với năng lực chất lượng cao, mục tiêu cao. Giảng viên tại Trung tâm Tiếng Anh Bright Future đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng cả nước, có bằng thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, có nhiều thâm niên giảng dạy gắn bó với nghề, như là những cái kinh nghiệm học tập để giúp các con không chỉ là học tập trên phương diện là củng cố ôn tập ngữ pháp, đạt được mục tiêu bằng các cái kỳ thi đầu vào. Và chúng tôi còn định hướng đến giúp cho các con có được những cái kỹ năng mềm, có được những cái kỹ năng học tập để làm sao cho các bạn ứng dụng được tiếng Anh vào trong việc công việc học tập và nghiên cứu sâu rộng hơn trong tương lai. Và chương trình học của chúng tôi tại Bright Future được đội ngũ giảng viên biên soạn rất là cẩn thận, phù hợp với năng lực từng người học. Chúng tôi có những thang đo đánh giá học viên qua những cái giai đoạn để phản ánh với phụ huynh để định hướng cho con được một cái hướng chính xác hơn, dẫn dắt con qua những giai đoạn khó khăn, giúp cho các con có được những cái niềm đam mê để học cái môn tiếng Anh này. Hiện nay thì chúng tôi thường xuyên khai giảng và mở các lớp tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên tại nhiều các cái độ tuổi khác nhau. Chúng tôi bao gồm các khóa học chính, đó là luyện thi chất lượng cao lên 6 chất lượng cao vào các trường như Trung học cơ sở Ngoại ngữ Amsterdam, rồi Trung học cơ sở Cầu Giấy, Nguyễn Tất Thành. Và chúng tôi cũng đang đào tạo cho các bạn học hệ chuyên Anh vào các trường cấp 3 tại địa bàn Hà Nội, cũng như là các khóa học online cho các bạn có nhu cầu vào lớp chuyên Anh tại các tỉnh. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang thực hiện rất hiệu quả các lớp đào tạo pre-IELTS dành cho các bạn cấp 2 để định hướng IELTS và các bạn thi IELTS đối với học sinh cấp 3. Thông qua cái chương trình này, tôi cũng thấy rằng là học là một quãng thời gian trải nghiệm. Học ngoại ngữ là cách để bạn tiếp xúc với một nền văn hóa của bất kỳ quốc gia nào. Trung tâm Tiếng Anh Bright Future với phương pháp dạy học sáng tạo, đổi mới, luôn hết lòng sát cánh với quý phụ huynh và các em học sinh trong hành trình chinh phục ước mơ. Xin được hẹn gặp các bạn cũng như quý phụ huynh trong các cái lớp học tại Trung tâm Bright Future. Xin chân thành cảm ơn cái sự ủng hộ của quý phụ huynh trong thời gian qua. Vâng, xin trân trọng cảm ơn.